管好随身物品，防止丢失被盗。感谢您。Một trong những quảng trường nổi tiếng nhất thế giới, Tiananmen thường được xem là trái tim của Bắc Kinh và là địa điểm tổ chức các cuộc tuần hành và lễ kỷ niệm lớn của quốc gia. Danh tiếng của Tiananmen không đến từ phong cách kiến trúc mà từ bề dày lịch sử của quảng trường. Toàn khu quảng trường được bao bọc bởi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của thủ đô Bắc Kinh và chắc chắn không du khách nào có thể bỏ qua khi đến thành phố này. Lịch sử hình thành Tiananmen được khởi công xây dựng năm 1417 với lối đi hình chữ T nối liền thừa Thiên Môn với Đại Minh Môn từ phố cung Tử Cấm Thành hai đầu Bắc Nam, nằm giữa Trường An Môn Đông Tây, nằm ở phía đông tây là Thiên Mộ Lan. Quảng trường được bao quanh bởi hệ thống tường cao, người dân không được tiếp cận trừ khi được cho phép. Triều Thanh kết thúc năm 1911, cũng là khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc phá bỏ phần thường bao quanh và một số công trình bị phá bỏ để quảng trường thông thoáng hơn và người dân có thể thuận tiện tham quan quảng trường. Và từ đó, Tiananmen trở thành nơi tụ họp diễn ra các phong trào chính trị. Đây cũng là địa điểm lịch sử nơi Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc diễn văn khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tham quan các phân cảnh của Tiananmen. Diện tích của Tiananmen được nới ra như hiện tại vào năm 1949. Một bia kỷ niệm anh hùng nhân dân như lăng Mao Trạch Đông đang nằm ở giữa quảng trường. Vào năm 1955, hướng đến 10 năm kỷ niệm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quảng trường được cải tạo như hiện nay, mở rộng cả chiều dài và chiều rộng, tăng diện tích toàn quảng trường lên 440.000 m², cùng với đó, các công trình lớn trong thập đại công trình được xây dựng nên xung quanh quảng trường, tiêu biểu như Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Đài tưởng niệm, Bảo tàng Cách mạng. Quảng trường nằm giữa hai cổng của Tiananmen và Tiền Môn. Dọc phía tây của quảng trường là Đại lễ đường Nhân dân, phía đông là Viện Bảo tàng Quốc gia Lịch sử. Đại lộ giữa quảng trường có tên là Trường An, cũng là địa điểm diễn ra các cuộc diễu hành. Bên trong quảng trường là sân lớn để trống, không có cây cối hay ghế ngồi, chỉ có lề phía đông và phía tây mới có tiểu cảnh và cây cối. Tất nhiên, danh tiếng của Tiananmen không đến từ phong cách kiến trúc, mà là toàn khu quảng trường này được bao bọc bởi rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Bắc Kinh và chắc chắn không du khách nào có thể bỏ qua khi đến thành phố này. Ví dụ như chúng ta có thể thấy được đó là Tử Cấm Thành, công viên Bắc Hải v.v. Do đó, Tiananmen được rất là nhiều người đến thăm để đồng thời có thể thăm rất nhiều các cảnh đẹp xung quanh.
Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video để nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký, subscribe để sớm nhận được những video tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.